Hãy về vùng 8 Nghệ Anh, chung vui với Techcombank một nhà. Đường đi tuy có xa xa, vùng tôi chào đón như là người thân. Nơi đây bảy tỉnh xa gần, 14 đơn vị ngàn lần đẹp tươi, lung linh rạng rỡ nụ cười, hân hoan chào đón bao người tham gia. Hôm nay hội ngộ một nhà, nhân viên lãnh đạo gần xa chào mừng, mừng ngày sinh nhật tưng bừng, gửi nhau câu chúc vang lừng nơi nơi. Kinh doanh kết quả tuyệt vời, văn hóa tổ chức rạng ngời lắm thay, tinh thần làm việc hăng say, thi đua sáng tạo thêm hay bao điều. Anh em vùng 8 tin yêu, Techcombank vùng 8 hẹn nhiều thành công. Hãy cùng chúng tôi bon bon trên những chặng đường sẽ dọc 1A về vùng 8 đến với 14 đơn vị trong không khí tươi trẻ của 206 cán bộ nhân viên. Ngược từ Nam ra Bắc, đơn vị xa thủ đô nhất của vùng 8 là Techcombank Kỳ Anh, là đơn vị tiên phong trong việc thưởng nóng cho các cán bộ nhân viên, đạt thành tích đột phá ở tất cả các mảng. Techcombank Kỳ Anh đã và đang đón nhận những thành công khi có được sự quan tâm từ vị lãnh đạo cao cấp của ngân hàng Miss Saken, sự đồng hành của giám đốc vùng trong việc chinh phục các khách hàng cùng cộng hưởng với sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh. Trên cùng địa bàn Hà Tĩnh, bắt kịp xu hướng phát triển, quỹ tiết kiệm Thành Sen đã được nâng cấp lên thành mô hình phòng giao dịch. Để đáp ứng thêm yêu cầu nhiệm vụ mới, phòng giao dịch Thành Sen đã từng bước hoàn thiện bộ máy hoạt động. Trước tiên là từ ngày 1 tháng 8, giám đốc chi nhánh mới được bổ nhiệm. Với mô hình hoạt động mới, yêu cầu nhiệm vụ mới, giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên quyết tâm đồng lòng vì sự phát triển, sự thành công của chi nhánh trong việc chinh phục chỉ tiêu kinh doanh 2015. Với mục tiêu đưa chi nhánh sánh vai với các chi nhánh lớn trên toàn hệ thống, Techcombank Hà Tĩnh đang ngày một vươn khơi không chỉ trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà còn trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Nhân viên tâm huyết, nhất quyết thành công, chắc chắn Techcombank Hà Tĩnh sẽ ngày càng vững mạnh. Tạm biệt mảnh đất Hà Tĩnh, nơi xa thủ đô nhất của vùng 8. Hãy cùng chúng tôi dừng chân tại Nghệ An, nơi có những con người tâm huyết đang ngày đêm quyết tâm chinh phục mọi thử thách trong kinh doanh và đồng lòng xây dựng nét văn hóa mang đậm bản sắc vùng 8, hòa nhập cùng hệ thống. Đó là sự kết hợp của Techcombank Bến Thủy, Nguyễn Sĩ Sách, Diễn Châu cùng người anh cả Techcombank Nghệ An. Tất cả đã làm nên một Nghệ An Got Talent lộng lẫy bùng nổ. Bên cạnh những hoạt động đào tạo phục vụ cho kế hoạch kinh doanh là các hoạt động tri ân khách hàng và hoạt động vì cộng đồng hướng tới hình ảnh một Techcombank sống để sẻ chia. 2015, năm của phát triển nhân lực, ngay sau khi nhận thưởng chương trình thi đua về đích 2014, khởi động 2015, đồng thời với việc chuyển đổi từ mô hình hoạt động quỹ tiết kiệm lên thành phòng giao dịch, Techcombank trở tay thành trở thành đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng đầu năm sau những nỗ lực của các cán bộ được đào tạo tinh thần chiến đấu, máu lửa, nhiệt huyết. Tập lắng sau một năm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của một siêu chi nhánh, Techcombank Thanh Hóa đã thực hiện những chương trình thiện nguyện tri ân sự ủng hộ của cộng đồng, đồng thời tổ chức các chương trình giao lưu bóng đá, thể thao nhằm củng cố sức mạnh và xây dựng đội hình thi đấu chuyên nghiệp của vùng 8. Qua đó, tạo sự gắn kết của cán bộ nhân viên, quảng bá hình ảnh Techcombank thân thiện, năng động và tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới. Chia tay mảnh đất của món đặc sản nem chua rau má, hãy cùng chúng tôi đến với Techcombank Ninh Bình. Nằm ngay trên quốc lộ 1A, Techcombank Ninh Bình tự tin tiếp cận và chinh phục các đại gia trên địa bàn bằng sự bền bỉ của nhân viên và sự sát sao của lãnh đạo. Không chỉ thế, hoạt động văn nghệ cũng được quan tâm và dần trở thành đối thủ đáng gờm của các chi nhánh trong vùng. 6 năm nhiều chưa phải, nhưng không ngắn chút nào. Ghi nhận bao thành tích, tưởng thưởng những thành công. Với nhiệt huyết và đam mê tuổi trẻ, Techcombank Nam Định hôm nay đang ngày càng nỗ lực để khẳng định vị thế Techcombank trên địa bàn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao. Đồng thời luôn sát cánh cùng Techcombank Trần Hưng Đạo, đơn vị được nâng cấp từ mô hình quỹ tiết kiệm lên phòng giao dịch để hoạt động năng động hơn, hiệu quả hơn, cùng chung một mục tiêu mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị, khẳng định và xứng đáng với danh hiệu chi nhánh chất lượng vàng 2014. Không chỉ nổi tiếng với danh hiệu quê hương năm tận, Thái Bình đã và đang trở thành tỉnh có hoạt động sản xuất công nghiệp lớn mạnh. Nắm bắt xu hướng đó, Techcombank Thái Bình đã tận dụng thành công cơ hội trở thành đối tác tin cậy uy tín của các nhà đầu tư lớn trên địa bàn, tạo nên những kế hoạch kinh doanh được thực hiện thành công với kết quả xuất sắc.
là em út trong gia đình của vùng 8, sau một năm hình thành và phát triển, với sức trẻ Techcombank Hà Nam đã có được những kết quả đáng ghi nhận khi liên tiếp giành chiến thắng trong các chương trình thi đua. Toàn thể cán bộ nhân viên Techcombank Hà Nam đang quyết tâm, đồng lòng, phát huy sức mạnh tập thể để vươn khơi hướng ra biển lớn cùng toàn thể anh chị em vùng 8. Thành công gọi tên các chi nhánh nhưng không thể thiếu đi sự quan tâm định hướng, sự sát sao đồng hành của ban lãnh đạo khối vùng. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những hoạt động đáng nhớ của người vùng 8 trong 6 tháng vừa qua. Mở đầu là Hội nghị Kinh doanh 2015 được tổ chức thành công ngày 7 tháng 2 2015. Rất vinh dự cho vùng 8 khi có sự tham gia của anh Phùng Quang Hưng, giám đốc khối S&D. Trong hội nghị này, anh Hưng đã chia sẻ về cách xây dựng các mục tiêu hành động, đồng thời định hướng chi tiết về kế hoạch kinh doanh 2015 cho các đơn vị trong vùng. Qua những lời chia sẻ tâm huyết sâu sắc của anh, mỗi cán bộ nhân viên tham gia hội nghị đều tràn đầy quyết tâm và cam kết rằng sẽ đưa vùng 8 phát triển bền vững và xuất sắc trong năm 2015 với chỉ tiêu TOE vượt 130%. Không chỉ cam kết trong hoạt động kinh doanh, vùng 8 còn luôn tỏa sáng trong các hoạt động xây dựng văn hóa tổ chức. Đầu tiên là sự kiện tôn vinh phái đẹp nhân ngày 8 tháng 3 bằng chương trình bình chọn cho liên quân tầng 11, 12 và vùng 8. Được coi là sự kiện quan trọng, mở đầu cho chuỗi các sự kiện xây dựng hành trình văn hóa 2015, Liên quân Rubik đã đồng lòng quyết tâm trong tất cả các phần thi, song song với các hoạt động kỷ niệm, chào mừng tại các tỉnh trong vùng để mang lại cho Liên quân kết quả xuất sắc trên bảng xếp hạng toàn bảng trong quý 1/2015. Tiếp đến, Techcombank vùng 8 bùng nổ với chuỗi hoạt động mừng sinh nhật của từng chi nhánh để ghi lại những dấu ấn trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành. Techcombank Hà Nam trẻ trung tròn 1 tuổi, Techcombank Thanh Hóa Thái Bình tự hào đánh dấu cột mốc 5 năm, Techcombank Nam Định Bến Thủy Ninh Bình bản lĩnh tự tin mừng sinh nhật lần thứ 6. Không chỉ dừng lại ở đó, tiếp nối các chuỗi hoạt động trên hành trình xây dựng nét văn hóa riêng khác, Techcombank vùng 8 ấm áp thân thương bởi tình cảm gia đình, rộn ràng hân hoan bởi tiếng cười trẻ thơ được tái hiện qua ngày hội Techcom Kids. Đây là dịp để các gia đình Techcomer giao lưu, cùng vui chơi và vinh danh các con trẻ, cùng gửi gắm và truyền tải thông điệp và gia đình yêu thương đến các thành viên trong gia đình Techcomer. Bên cạnh các hoạt động xây dựng văn hóa tổ chức, vùng 8 còn đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thông workshop. Vào chiều ngày 9 tháng 5, toàn vùng đã có buổi trao đổi thảo luận sôi nổi. Hầu hết cán bộ nhân viên đã hiểu rõ về các giá trị cốt lõi và cùng quyết tâm chung tay xây dựng bộ phận chuẩn mực theo cách nhìn đa chiều, dễ hiểu và vận dụng tốt hơn trong hoạt động hàng ngày tại đơn vị. Tất cả những hoạt động trên đã tạo nền tảng để Techcombank vùng 8 viết tiếp bằng thành tích vàng 6 tháng đầu năm 2015. Kết quả kinh doanh vùng 8 xếp hạng cao nhất hệ thống, điểm chất lượng dịch vụ đạt cao nhất các vùng miền Bắc, thành quả ngọt ngào đạt được qua các chương trình thi đua, hoàn thành việc chuyển đổi 3 chi nhánh mô hình quỹ tiết kiệm lên mô hình phòng giao dịch. Và không chỉ dừng lại ở đó, chắc chắn sẽ còn nhiều, rất nhiều nữa những thành tích tuyệt vời chờ đón các Techcomer vùng 8 vào ngày sinh nhật miền diễn ra tại Hà Nội và hội nghị tổng kết năm 2015. Hành trình của người vùng 8 được tiếp lửa bằng chính khả năng, nhiệt huyết, sự hỗ trợ của phòng ban, hội sở, sự tin tưởng của ban lãnh đạo và sự trưởng thành gắn kết của cán bộ nhân viên. Người vùng 8 và Liên quân Rubik luôn sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới, vinh quang và tự hào.